rồi thì mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại mình đang ở An Giang rồi. Thì hiện tại mình đang quay cái con Kato HD 450. Đây. Thì anh chủ anh chưa bán rồi xem là 190 triệu ha. Đây là dàn chân, thì nói chung thì bao dàn chân này chuyển hướng rồi thì này kia rồi thì nó quay tròn tròn để luôn á. Còn thể lực ở trên thì cũng tạm được. Đây thì chủ ta kêu ta 190 triệu. Đây mọi người thấy cái dàn chân nó đi này. Nó đi tròn tròn luôn á mọi người. Dàn chân này nói chung là đi đúng này mọi người.